Hello mọi người, hôm nay Bakashop rất là hào hứng khi là một trong những cái đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có cơ hội trên tay cái chiếc Sony FH-5 mà mình đang có ở đây. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu video luôn ha. Khi vừa mới khui hộp ra, các bạn sẽ thấy ngay bộ sách hướng dẫn sử dụng và một cái túi đựng bằng vải cứng. Bên trong sẽ có một cái ngăn nhỏ để đựng dây 3.5 và một cái sợi cáp sạc có đầu cắm USB ARC. Như mọi người cũng đã biết thì Sony đã gặt hái được rất nhiều thành công trên thị trường tai nghe full size chống ồn, và đây chính là cái phiên bản cải tiến thế hệ thứ 5 của họ. Điểm gây ấn tượng với mình đầu tiên đó là về mặt thiết kế tổng thể, Sony đã trang bị cho đấm FH-5 một cái bộ khung rất là cứng cáp. Bên cạnh đó, phần e-cup giờ đây đã trở nên to bản hơn và các vật liệu từ đệm tai cho tới đệm đầu đều cho mình cảm giác êm và mềm hơn so với những cái phiên bản trước kia. Phần vỏ được vát thông dần từ trong ra ngoài, chúng ta vẫn sẽ có bề mặt cảm ứng phía bên tay phải và một vài cái phím điều khiển vật lý bên cạnh viền của tay bên trái. Đây là cổng 350mm và khe sạc USB-C. Thời lượng pin của em này sẽ rơi vào khoảng 30 giờ theo như công bố. Hơi đáng tiếc là ngay tại đây sẽ không có cái phần khớp để gấp gọn lại như trên thế hệ tiền nhiệm. Cảm biến tự động dừng nhạc khi tháo tai nghe vẫn có mặt trên phiên bản này, nhưng có lẽ để tăng tính thẩm mỹ nên Sony không còn khoét một cái lỗ vuông cho phần cảm biến như trên thế hệ trước nữa. Một nâng cấp đáng chú ý đó là hệ thống 8 cái microphone được tích hợp song song với các thuật toán AI để có thể mang tới cho chúng ta một khả năng đàm thoại và khử tiếng ồn vượt trội. Bên cạnh chủng Bluetooth 5.2, FH-5 còn đạt được các chứng nhận kết nối như là FastPair và SwiftPair để có thể tương thích rộng rãi với nhiều các thiết bị khác nhau trên thị trường. Nằm ẩn bên dưới này là một cái driver có đường kính 30mm được Sony phủ carbon và cải tiến nhằm giúp tái tạo âm thanh một cách tự nhiên, rõ nét hơn. Sony FH-5 dự kiến sẽ lên kệ tại Bakashop trong tháng 6 này. Số lượng hàng đặt đầu sẽ rất là giới hạn nên bạn nào quan tâm thì hãy nhanh tay đặt cọc trước nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới.